Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Co Việc Làm. Hôm nay Co Việc Làm sẽ kết nối với các anh chị một công việc liên quan kết nối tới các anh chị thứ ba công việc chứ. Mấy anh chị nào muốn đang cần tìm việc làm là nhân viên tập vụ thì hãy vào xem hết clip này nha các bạn. Hoặc là mấy anh chị nào đang biết là người thân hoặc là những cô chú nào đang cần tìm việc làm nhân viên tập vụ thì đưa cái video này cho các cô chú đó xem, các anh chị đó xem để biết được thông tin những doanh nghiệp sau đây đang cần tuyển nhân viên tập vụ làm việc tại cho những văn phòng như các bạn. Và sau đây các anh chị hãy nghe và ghi lại thông tin nha các anh chị. Đó, nhân viên tập vụ làm việc tại Phú Nhuận, đó là công việc thứ nhất, là công ty cổ phần tư vấn và vật tư thiết bị đo đạc Nam Sông Tiền, có địa chỉ 180 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, đang có nhu cầu tuyển dụng 2 nhân viên tập vụ làm việc tại trụ sở công ty nha các bạn. Mức lương từ 5 đến 7 triệu, kinh nghiệm là 2 năm, trình độ là không yêu cầu, làm việc giờ hành chính, thời gian làm việc thử việc là trao đổi đi phỏng vấn. Thì các cô chú anh chị nào mà khi phỏng vấn á, mình có kinh nghiệm rồi thì mình vô mình trao đổi là khỏi cần thử việc luôn, vô làm việc ngay luôn để nhận mức lương cao hơn là mức lương thử việc nha các anh chị. Rồi, giới tính là nữ nha. Mô tả là quét bụi và lau chùi các vật dụng, chùi rửa các phòng, hành lang của cơ quan, thực hiện các công việc khác theo sự phân công. Rồi, làm việc tại 180 Nguyễn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận nha các bạn. Những thông tin cụ thể khi mà làm việc thì mình sẽ trao đổi lúc mà mình phỏng vấn nha các anh chị. Yêu cầu là nữ từ 30 đến 45 tuổi, ưu tiên là biết nấu ăn, biết pha chế các đồ uống đơn giản như cà phê, nước, cam, đá chanh. Chắc cái công việc đó mấy anh chị đã trải qua rồi, đã làm tập vụ ở đâu là hoặc là sống đời sống bình thường ngày là các anh chị cũng biết cái công việc đó rồi, nên tiêu chí đó cũng đơn giản thôi các anh chị. Rồi, sức khỏe tốt, chăm chỉ và siêng năng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, ưu tiên ứng viên có chỗ ở ổn định hoặc là hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, nhớ là tiêu chí của công ty đưa ra là ứng viên có chỗ ở ổn định hoặc là hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, quyền lợi là lương từ 5 đến 6 triệu trên một tháng, có thể thỏa thuận khi phỏng vấn, tùy theo năng lực ứng viên có thể thỏa thuận ở mức lương cao hơn. Đó, nhớ cái câu đó quan trọng nha các anh chị. Khi mình phỏng vấn là mình có đầy đủ kinh nghiệm, mình làm nhiều nơi rồi, mình làm mấy tập đoàn lớn hoặc là cơ quan tổ chức lớn rồi thì mình có quyền đòi hỏi mức lương cao hơn. Rồi, được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm phúc lợi bảo hiểm theo quy định nhà nước, hưởng các chế độ lương thưởng của công ty. Được hưởng phúc lợi là nghỉ mát, thưởng lễ Tết, quà tặng sinh nhật rồi của công ty đó. Các anh chị nhớ nha. Rồi, hồ sơ thì các anh chị vui lòng liên hệ anh Minh theo số điện thoại 0903 933 452 hoặc là email levanminh.nstc@gmail.com. Hoặc là nộp trực tiếp tại địa chỉ 108 Nguyễn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận nha các anh chị. Đó là thông tin mình cung cấp, các anh chị nhớ. Đó, mình để thông tin ở đây, các anh chị ghi lại, liên hệ, nộp hồ sơ liền. Chúc các anh chị ứng tuyển thành công. Và nếu thành công thì có thể để lại comment ở dưới cái video này để tạo động lực cho Co Việc Làm tìm được nhiều việc hơn nữa. Vì mình kết nối được công việc cho người ta tìm được việc rồi, người ta vui thì mình cũng vui theo. Đó, nếu anh chị thấy cái video này hữu ích thì các anh chị ủng hộ kênh bằng cách like video và subscribe kênh Co Việc Làm nha các anh chị. Và công việc làm tiếp theo đó là nhân viên tập vụ vệ sinh công nghiệp, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên VMR, có địa chỉ tại lô 1 sạc 4B, đường N3, khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là đang cần tuyển là một nhân viên tập vụ vệ sinh công nghiệp nha các anh chị.
mức lương là 6 triệu trên một tháng, có thể cao hơn nếu có kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp đó. 6 triệu một tháng mà nếu mà thỏa thuận lương có thể cao hơn nha anh chị. Rồi kinh nghiệm là yêu cầu kinh nghiệm là 3 năm kinh nghiệm, trình độ không yêu cầu, là giới tính là nữ, thời gian thử việc 2 tháng. Mô tả công việc đó là chịu trách nhiệm cho những vấn đề vệ sinh tại khu vực được phân công, đảm bảo mọi không gian được sạch sẽ gọn gàng, làm vệ sinh khu vực nhà xưởng, văn phòng, lau chùi toilet, lau chùi kính, thu gom rác thải và để đúng nơi quy định. Thường xuyên kiểm tra tình trạng vệ sinh tại khu vực được phân công, thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện những mất mát, hư hỏng và báo cáo ngay cho cấp trên để có hướng xử lý. Đề xuất mua sắm những vật dụng, công cụ, dụng cụ trong quá trình làm vệ sinh công tác. Rồi, bảo quản các vật dụng, công cụ đúng nơi quy định. Về yêu cầu là yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trong đã làm qua cái công việc vệ sinh môi trường này rồi. Độ tuổi từ 22 đến 40, có kiến thức và sử dụng công cụ vệ sinh. Chắc mình làm đây là mình cũng biết mấy cái dụng cụ vệ sinh đó, đúng không mọi người? Có khả năng tổ chức và kỷ luật tốt trong việc quản lý thời gian, nhanh nhẹn, siêng năng, trung thực, tỉ mỉ và hòa đồng. Rồi quyền lợi là tăng lương nếu làm tốt công việc, tăng lương theo quy định, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép 12 ngày trên năm, lương thưởng tháng 3, thưởng lễ Tết, khám sức khỏe định kỳ, thưởng thâm niên và các chế độ phúc lợi của công ty. Nếu mà các anh chị nào mà đang có nhu cầu đáp ứng được những cái tiêu chí mà nãy giờ công ty đề ra thì vui lòng chuẩn bị hồ sơ và nộp về cho chị Trang tại lô 1/4B/5.2 đường N3, khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là liên hệ qua số điện thoại 0938 382400 hoặc 0283 865 0838, hoặc là gửi qua địa chỉ email ltta@vidan.com. Mình cứ để lại thông tin ở đây, các anh chị nào mà có nhu cầu ứng tuyển thì ghi lại thông tin để liên hệ và nộp hồ sơ ứng tuyển, nhớ là làm tại quận 9 nha các bạn. Đó, liên hệ nộp hồ sơ ứng tuyển liền. Chúc các anh chị ứng tuyển thành công, tìm được một công việc làm phù hợp với bản thân. Nhớ chia sẻ cái video này đến những người đang tìm việc. Thấy hay thì like và subscribe cho kênh Phát Triển nha các bạn. Cảm ơn. Và một công việc làm tiếp theo nữa mà công việc làm muốn chia sẻ đến các anh chị và các bạn, cũng là nhân viên tập vụ, nhưng mà làm việc tại quận 11 nha các bạn. Đó, các anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm việc làm nhân viên tập vụ tại quận 11 thì xem hết cái đoạn video này nhé. Đó là cửa hàng nội thất thờ cúng Bửu Liên, có địa chỉ 644 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, đang cần tuyển hai nữ nhân viên tập vụ cho cửa hàng đó, cửa hàng nội thất nha các anh chị đó. Rồi mức lương từ 7 đến 10 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ là lao động phổ thông, làm việc giờ hành chính, thử việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn. Thời gian thử việc là 1 hoặc 2 tháng, là mình trao đổi trong quá trình phỏng vấn, hoặc là mình có kinh nghiệm lâu năm rồi thì mình không cần thử việc luôn các bạn. Đó là mình thỏa thuận giữa mình và bên đơn vị tuyển dụng. Nhớ các anh chị khi phỏng vấn hỏi đầy đủ nha, để khi làm việc cho nó tốt, nó khỏi bị vướng mắc. Rồi mô tả công việc, thời gian làm việc từ 7:30 đến 18:30, 7 giờ rưỡi sáng cho đến 6:30 tối. Trưa nghỉ 1 tiếng, chiều nghỉ 30 phút, không nghỉ chủ nhật. Kiểm tra và lau dọn vệ sinh toàn bộ khu vực công cộng, nhà bếp, quản lý dụng cụ vệ sinh, một số công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý. Đó, những cái tiêu chí mình đưa ra nha, các anh chị cân nhắc nha. Nhớ là làm việc từ 7 giờ rưỡi sáng đến 6 giờ rưỡi tối. Đó, rồi một không được nghỉ chủ nhật nữa. Một tháng chỉ được nghỉ 2 ngày. Đó, nhớ những cái tiêu chí mình đang nhấn mạnh là các anh chị cân nhắc nha. Rồi yêu cầu tuổi từ 18 đến 45, siêng năng, chăm chỉ, thật thà,
có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có thái độ làm việc tích cực, sạch sẽ, ngăn nắp, ưu tiên người đã có kinh nghiệm. Quyền lợi là được hưởng mức lương chính thức là 7 triệu, một năm có 15 ngày phép, đã bao gồm các ngày lễ, trưa nghỉ 1 tiếng, chiều nghỉ 30 phút. Rồi, hồ sơ bao gồm đơn xin việc, xây lý lịch, giấy khám sức khỏe, bằng cấp nếu có, chứng minh nhân dân và hộ khẩu có sao y công chứng nha các anh chị. Đó, mình đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó để mình nộp hồ sơ. Mà nếu mà các anh chị nào mà đáp ứng đầy đủ và muốn làm công việc này thì ghi lại thông tin sau đây. Đó là liên hệ với chị Phương tại địa chỉ 644 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0933 645 063. Đó, các anh chị nào mà ở quận 11 hoặc là giáp ranh gần đó mà có nhu cầu làm việc trong môi trường như thế này, đáp ứng được cái môi trường này thì hãy liên hệ nộp hồ sơ. Còn không thì mình không muốn làm công việc này thì xem hai công việc ở trên để coi mình đáp ứng được không thì mình nộp hồ sơ nha các anh chị. Hoặc là nếu mà chưa muốn làm việc bây giờ thì tiếp tục subscribe kênh để xem những công việc làm tiếp theo, kênh sẽ chia sẻ và ghi lại thông tin để nộp hồ sơ những công việc tiếp theo. Nhớ chia sẻ video này đến những người đang cần tìm việc nha các anh chị. Và nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe, chia sẻ kênh. Nếu mà có các anh chị chưa có việc làm mà muốn tìm những công việc nào làm nào thì vui lòng để lại comment ở dưới video để Kho Việc Làm biết được các anh chị đang có nhu cầu tìm những công việc nào để Kho Việc Làm kết nối với doanh nghiệp những công việc đó và chia sẻ lên cho các anh chị. Đó, nhớ nha các anh chị. Và thông qua video này, Kho Việc Làm cũng mong quý doanh nghiệp, quý cơ quan nào đang có nhu cầu tuyển dụng thì vui lòng gửi thông tin tuyển dụng về địa chỉ mail kho.việc.làm247a@gmail.com và đưa đầy đủ những cái tiêu chí yêu cầu tuyển dụng để Kho Việc Làm lấy thông tin đó cung cấp kết nối đến những ứng cử viên đang tìm việc, đang có nhu cầu tìm việc để tạo cái kết nối giữa hai bên cho nó khớp, cho nó nhanh để mọi người ai cũng có được cái công việc làm, có được cái thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình. Đó là niềm vui và niềm vinh dự của Kho Việc Làm. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Xin chào.